bốn nghệ sĩ công khai lên án Phượng Ve. Thưa quý vị, phía Phượng Ve khi xưa rất coi thường Hồng Loan, nói Loan khờ, Loan hiền, Loan không biết gì, nên đã vội vã cướp gia tài của cha người ta để lại. Nhưng mỗi giấy tờ thì mẹ con của họ đâu biết rằng Loan đã chính thức làm xong xuôi hết giấy tờ thừa kế trước đó, phủ đầu mẹ con Ve, và kể từ đó âm mưu của họ đã thất bại. Và cho đến tận bây giờ thì hai mẹ con ấy vẫn bị cộng đồng mạng lên án rất nhiều. Và một điều là mẹ con họ không biết điều, nhìn Hồng Loan như vậy thôi, chứ Hồng Loan được rất nhiều nghệ sĩ ủng hộ và bảo vệ, trong đó có cả những nghệ sĩ hải ngoại. Về ơi, về giờ có ai bảo vệ, về có 20 năm tù thôi, chữ cái bầy lũ nghệ sĩ già, thì ai mà giúp về được gì đâu, bởi họ lo cho họ còn chưa xong nữa mà. Thời gian qua, câu chuyện drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, hay còn được gọi tắt là drama Loan Phượng, vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn còn đó sự phẫn nộ của khán giả dành cho mẹ con của Phượng Ve. Vụ tranh chấp nhà cho ở nhờ và sự việc tiền phúng điếu chưa được giải quyết thì khán giả vẫn sẽ quyết tâm không bỏ qua cho Ve. Bên cạnh khán giả thì Hồng Loan còn nhận được nhiều sự ủng hộ vô cùng lớn từ các vị nghệ sĩ, gián tiếp có, trực tiếp có. Điểm qua những gương mặt nghệ sĩ vì công lý đã lên tiếng bênh vực Hồng Loan, bảo vệ con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Chúng ta có nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Ngân Tấn, nghệ sĩ Thoại Mỹ, nghệ sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Linh Tý, nghệ sĩ Bách Trâm, nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh, ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Mai Ca, luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ và ủng hộ Hồng Loan. Bên cạnh đó thì phía cánh nhạc sĩ có hai gương mặt vô cùng mạnh mẽ đã trực tiếp lên án Phượng Ve, đó là Cao Minh Thu và Nguyễn Minh Anh. Hai vị tác giả đã cho ra rất nhiều ca khúc tán thẳng mặt Phượng Ve cho nó thất tỉnh. Bên cạnh đó thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh còn tặng độc quyền ca khúc Tuổi Phận Đời Con cho Hồng Loan. Và vừa rồi là những nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ ủng hộ trực tiếp, còn một bộ phận gián tiếp ủng hộ Hồng Loan nhưng lại trực tiếp lên án Phượng Ve thì chúng ta có 4 cái tên cộm cán ngay sau đây. 1. Danh hài Việt Hương. 2. Nghệ sĩ hài Xuân Hinh. 3. Ca sĩ Hoàng Lê. 4. Ca sĩ Quách Tấn Du. Về phần của Việt Hương, nữ nghệ sĩ đã mang cụm từ đồng sở hữu lên sân khấu Paris By Night. Ở đây, nghệ sĩ Việt Hương không gọi thẳng tên Phượng Ve, mà nữ nghệ sĩ làm thành một sản phẩm hài có cốt truyện tương tự. Năm nay là cha dượng và con trai của cha dượng muốn cướp tài sản của con trai chồng trước của vợ ông ta, và tài sản này được quy định là tài sản riêng của người vợ. Vì thấy người con cả này hơi khù khờ một tí, thế là hai cha con người cha dượng đó lại âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản dành riêng cho mình, đã cố tình muốn chiếm đoạt tài sản của con trai cả, y hệt mẹ con của Phượng Ve Sáu Bào muốn tranh giành tài sản một cách vô lý đổi với khỏi tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú để lại. Quay lại với vở kịch, một thời gian sau, đó là chuyện bán nhà, phát sinh, và dĩ nhiên là hai cha con của người cha dượng nói nhà này là nhà của họ nên tiền bán nhà họ sẽ giữ, kiểu kiểu ngàn ngược lật lọng như hai mẹ con Phượng Ve Sáu Bào. Nhưng rồi thật bất ngờ, người đi mua nhà lại không cho phép hai cha con người cha dượng làm như vậy, vì người mua nhà vốn là người phú nuôi ngày xưa trong gia đình này, bà vô cùng hiểu chuyện trong gia đình, biết rõ nhà này là tài sản của người mẹ để lại cho người con trai cả, là con riêng của bà ta với người chồng trước, nên người phú nuôi đã thành công dàn xếp để người con trai cả trở thành chủ nhân thật sự của khối tài sản đó. Hai cha con người cha dượng này sau khi bị vạch mặt thì cũng đã hồi tâm chuyển ý hỏi lợi, vì họ biết quay đầu là bờ, thế nên họ đã được xem xét cho ăn và ở kế tiếp tục trong căn nhà đó. Thế là từ đồng sở hữu đã được tái hiện. Nghệ sĩ hài Xuân Hinh, cụ thể tại một tiểu phẩm hài trong chương trình Xuân Phát Tài mới nhất của ca sĩ Hoàng Lê, nghệ sĩ Xuân Hinh cùng đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Hai vị nghệ sĩ này đã bất ngờ có những câu thoại vô cùng nhạy cảm, gây nhột đối với Phượng Ve và lũ cành cành. Khi phục dựng lại một cảnh của cố nghệ sĩ bị con Phượng Ve dụ quay video chì chút miệng tại sinh hoạt nhậu nhẹt trong gia đình lúc cố nghệ sĩ còn sống khi xưa. Cụ thể, ở trong tiểu phẩm này, sau khi nghệ sĩ Xuân Hinh hứa miệng chuyện cho nhà cho đất, thì nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã nhất trí lấy điện thoại quay và ghi âm lại, rồi mớm lời và dụ nghệ sĩ Xuân Hinh nói y hệt cách mà Phượng Ve làm đối với cố nghệ sĩ. Trong vở kịch, nữ nghệ sĩ Thanh Hiền đã nói rằng: Anh nói đi, tên tuổi như thế nào, cho ai? Nghệ sĩ Xuân Hinh ngay lập tức nói rằng: Tất cả, nhà cửa, sổ đỏ, sổ đen, vàng bạc, chìa khóa, két sắt, giao hết cho con, Thanh Thanh Hiền, cho mày hết, cho tất cả, cho mày hết. Vì trong câu nói vừa rồi, không có nhắc tên người cho tài sản, nên Thanh Thanh Hiền đã nhắc khéo: Anh tên là gì? Ý phải nói rõ tên của người cho, chứ nói tào tào thì biết là ai. Ngay sau đó, nghệ sĩ Xuân Hinh đã đáp lại rằng:
Vui Xuân Hinh. Phân cảnh này thật sự là khiến cho chúng ta nhớ lại hình ảnh của một Đông Dương, một Phượng Ve hớn ha hớn hở ngày nào lấy video ra thừa phát lại rồi đi làm phi bằng với Di Chúc Miệng một cách kịch cỡm hồi năm rồi. Có thể nói, nếu showbiz trong Nam có cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một thần tượng lớn của nghệ thuật cải lương, thì ở ngoài Bắc, nghệ sĩ Xuân Hinh, chú cũng là một thần tượng, một cây đa cây đề. Chú Hinh cũng như chú Vũ Linh có cùng suy nghĩ, quan niệm sống là không màng danh lợi, không cần danh hiệu, không có hồ sơ xin nghệ sĩ nhân dân. Dù có hai rất xứng đáng và thừa sức đạt được danh hiệu đó. Thông qua những gì trong tác phẩm vừa rồi mà nghệ sĩ Xuân Hinh đã thể hiện, có thể thấy đó là một lời dạy dỗ của nghệ sĩ Xuân Hinh gửi đến Phượng Ve. Ca sĩ Quang Lê. Quang Lê thì có hai lần, một lần là liên quan đến điệp nhạc Xuân Phát Tài vừa mới đề cập tại một tiết mục của nghệ sĩ Xuân Hinh, và một lần khác là anh cùng Quách Tấn Du đã hát vang tỏ rõ ca khúc Không Phải Của Mình. Cụ thể tại một đêm nhạc, ca sĩ Quang Lê tình cờ mời nam ca sĩ Quách Tấn Du và học trò lên sân khấu biểu diễn với Quang Lê. Và tại đây chính Quang Lê là người đã hát những câu hát đầu tiên của bài hát và còn nhấn mạnh rằng cái gì không phải của mình thì đừng có tranh giành, không có được đâu. Một câu nói vô tình của Quang Lê như vậy thôi mà chắc chắn ở nhà Phượng Ve nghe, Phượng Ve nhột dữ lắm. Rõ ràng nhà số 5 Đoàn Thị Điểm không phải của Ve, mà sao Ve lại giành? Cha của Hồng Loan đâu phải cha của Ve đâu mà Phượng Ve lại giành. Và cái số tiền phúng điếu hôm nào cũng không phải của Ve, nên Ve cố giành cũng không được đâu. Và cuối cùng là ca sĩ Quách Tấn Du là người đã cho ra đời ca khúc Không Phải Của Mình. Tuy anh không nói thẳng là bài hát hát về ai, nhưng thật vô cùng bất ngờ khi nghe ca khúc ấy, ai cũng đòi tẩy chay mẹ con Phượng Ve sáo bào, vì lời bài hát đã miêu tả quá sắc nét sự bẩn bựa của hai mẹ con họ. Và hiện tại độ bao phủ của ca khúc này rất lớn, càng lớn thì mẹ con họ lại càng bị lên án. Thưa quý vị, như vậy thông qua 4 vị nghệ sĩ trên với việc tái hiện Di Chúc Miệng trên sân khấu Xuân Phát Tài 14, câu chuyện đồng sở hữu của nghệ sĩ Việt Hương trên sân khấu Paris By Night, Quang Lê và Quách Tấn Du hát vang ca khúc Không Phải Của Mình như vậy nữa, thì đã giúp lan tỏa câu chuyện Loan Phượng đến nhiều đối tượng khán giả hơn, giúp người chưa biết gì về drama này lại có cơ hội đi tìm hiểu về Di Chúc Miệng, tìm hiểu thêm về cuộc đời trung chuyên, gạt bỏ tình cảm riêng tư, gánh vác gia đình, trả nợ trả nần cho hai đứa em của chú Phú Linh, và giúp khán giả tìm hiểu thêm về Hồng Loan, con gái của một ông hoàng nhưng có một cuộc đời rất bất hạnh, mồ côi mẹ, cha chết, bị cô chú tranh giật tài sản. Và thông qua những gì mà 4 vị nghệ sĩ thể hiện thì họ cũng đã gián tiếp khẳng định Hồng Loan là con gái của Vũ Linh. Đồng thời khi tìm hiểu sâu hơn về Di Chúc Miệng thì khán giả còn biết thêm một nhóm người tự xưng là gia đình ruột thịt, nhưng bản tính thì tanh hôi, chỉ thích hút máu và ăn xác người thân. Chuyến này thì gia đình Phượng Ve đẹp mặt rồi. Và các vị nghệ sĩ ấy tuy là gián tiếp ủng hộ Hồng Loan nhưng lại vô tình trực tiếp lên án Phượng Ve. Với dàn nghệ sĩ vừa rồi, Ve nghĩ là đã đủ độ bao phủ cho Ve, đủ để thêm nhiều khán giả hiểu rõ về bộ mặt thật của Ve cho Ve. Ve đổ quần cả đời rồi đó Ve ơi,